Biên khảo Miếng Ngon Hà Nội, tác giả Vũ Bằng, người đọc Trân Châu. Chương 3: Phở gà. Ở Hà Nội có hai ngày trong tuần mà những người chuyên môn ăn phở bực mình: thứ sáu và thứ hai. Hai ngày đó là hai ngày không thịt bò. Anh nào nghiện thịt bò nhớ phở bò hai ôm ấy, như gái nhớ trai, như trai nhớ gái. Đặc biệt nhất là phở tráng, hai ngày đó nhất định treo đòn gánh, không chịu bán miếng phở nào. Trong khi các bạn đồng nghiệp của anh thay đổi phương thức, xoay ra bán phở gà cá bọn. Phở gà, Trang phản đối ra mặt. Cái lý gì mà một nắm bánh phở dẻo quẹo như thế lại cho hòa hợp với một thứ thịt ăn cứng đờ đờ? Mà lại nhạt, mà lại đoán dị, không thể nào sánh đôi được với cái nước dùng để làm thành một đại thể nhịp nhàng. Có một số người thạo phở cũng nghĩ như Tráng vậy. Họ không chịu ăn phở gà, nhưng đa số đã mắc nghiện phở rồi. Buổi sáng không có bát phở nóng để ăn không chịu được, nên cũng cứ phải ăn và rồi cũng quen đi. Thật ra công việc so sánh phở bò và phở gà không thể thành được vấn đề. Nhưng một buổi sáng mùa thu rỗi rãi, trời hơi lạnh lạnh, mà ngồi ăn một bát phở gà có đủ rau mùi hành sống, vừa ăn vừa nghĩ, thì phở gà cũng có một phong vị riêng của nó, khác hẳn phở bò. Điều người ta nhận thấy trước nhất là phở gà thanh hơn phở bò. Thịt dùng vừa đủ chứ không nhiều quá, ở giữa đám bánh phở nổi lên mấy miếng thịt gà thái nhỏ, xen mấy sợi da gà vàng màu nhạt, điểm mấy cuộn hành sống xanh lưu ly, mấy cái rau thơm xanh nhàn nhạt, mấy miếng ớt đỏ. Tất cả những thứ đó tắm trong một thứ nước dùng thật trong đã làm cho bát phở gà có phong vị của một nàng cô gái thanh tân. Nếu ta so sánh bát phở bò với một chàng trai mà hào khí bốc lên ngùn ngụt. Thường thường, ngoài thịt gà thái mỏng ra, một bát phở gà vẫn có những miếng gan, mề, lòng, tiết thái nhỏ để đệm vào cho thêm vui mắt và vui miệng. Những thứ đệm này thường ra vẫn luộc như thịt mà thôi. Nhưng có một hai hàng phở muốn cải cách đã đem thay hạt lựu tất cả những thứ đó, gia thêm mộc nhĩ và hành tây, đem xào lên dừa chín để điểm vào mỗi bát phở từng thìa nhỏ một. Ăn như thế thì thơm, nhưng con người không ưa gì ngấy. Ngoài ra, khi chan nước vào không còn vẻ gì thanh nhã, một điểm mà những người thích phở gà mong đợi. Chính cũng vì thế mà phong trào phở gà xào nhân như nhân hành cuốn không được tiên triển mấy. Và bây giờ tất cả Hà Nội chỉ còn có hai hàng làm theo phương pháp ấy mà thôi. Hầu hết đều chú ý về cái phần thanh của phở. Nước ngọt mà không ngọt mì chính, nhưng ngọt bằng xương, thịt không xác, nhưng béo mềm mà không ngấy. Vì thế, những hàng phở gà ngon vẫn thường dùng gà mái, ăn thơm mà mềm. Về điểm này, có một hàng phở gánh đổ ở dưới góc xì phố Quyền Trân Công Chúa đặc biệt lưu ý tới. Mà cũng đặc biệt nữa là người hàng phở này quanh năm chỉ bán phở gà Nhật Quyệt làm khác hẳn phở tráng, không bán phở bò, dù có thể làm được phở bò ngon. Chương 4: Bánh cuốn. Có ai ở Hải Phòng, Nam Định, Thanh Nghệ chẳng hạn về Hà Nội mà đã có lần được thưởng thức món bánh cuốn Thanh Trì ăn với đậu rán sốt? Ta còn lâu lắm mới có thể quên được món quà đặc biệt Hà Nội đó. Khắp các nẻo đường người ta vẫn được thấy những người đàn bà mặc áo nâu dài đội cái món quà đó đi bán từ lúc trời vừa hừng sáng. Cơ nghiệp của họ không có gì, một cái thúng đội đầu, trên có đậy một cái mẹt. Anh gọi, người bán hạ thúng ở trên đầu xuống. Anh nhìn vào cũng sẽ chẳng thấy gì lạ hơn một chai nước mắm, một chai giấm, một chén ớt, dăm cái chén, cái dĩa và 10 đôi đũa. Thế thôi, nhưng thưởng thức vài lần món bánh cuốn Thanh Trì rồi, anh sẽ thấy nhớ mãi món quà đó và nhớ từ cái dáng người bán hàng đổi bánh nhơ đi, nhớ thứ nước chấm, nhớ cái cảm giác bánh trơn trôi nhẹ vào trong cổ. Nhớ quá, nhớ không nguôi. Hồi còn tạm lánh ở một làng vắng vẻ khu ba, có những buổi sáng êm trời, tôi vẫn vọng về phía Thanh Trì nghĩ đến hàng bánh cuốn đó và thấy thèm như thèm một hương yêu. Nỗi sầu Hà Nội làm cho lòng người ta rã rời xe sắt. Lúc đó, mặc hết cả, người ta chỉ còn biết cầm lấy cái gậy mà đi ngay, đi đến bất cứ chợ quê nào cũng được, miễn là có hàng bánh cuốn để ngồi xà xuống một cái ghế nào đó, ăn một dĩa bánh xem có thể vơi được phần nào sự thèm khát miếng ngon Hà Nội không. Không tài nào vơi được,
tôi đã đi nhiều chợ quê ăn thử hết các mặt bánh cuốn, nhưng hoặc là bánh tráng dày quá, hoặc là bột sai nồng quá, hoặc là hành mỡ da thô quá, nên bánh nào cũng vậy, chỉ làm cho tôi nhớ hơn thứ bánh cuốn Thanh Trì. Bánh cuốn Thanh Trì đặc biệt nhất là ở chỗ tráng mỏng hành mỡ thoa vào mướt mát, mà nếm vào thì thanh nhẹ mắt rượi đi. Ở trong thúng, bánh được xếp thành lớp kiểu như bậc thang trên những lá chuối xanh trong màu ngọc thạch. Sắc trắng của bánh nổi bật lên, nhưng nổi bật lên một cách hiền lành, và người ta tưởng tượng đến những người con gái bé nhỏ đứng ở dưới tàu tiêu, đẹp một cách kín đáo và lành mạnh. Ngay từ lúc trông thấy bàn tay người bán bánh bóc từ chiếc một rồi cuộn lại một cách lơ là, bày trên những chiếc đĩa khiêm nhường, ta đã thấy yêu ngay những cái bánh ống ả mềm mại đó rồi. Có khi đương cầm đũa, ta muốn bỏ ngay ra để lấy ngón tay nhón từng chiếc bánh, đưa lên cho khẽ chạm lên môi ta, như kiểu một cái hôn yêu trong buổi trao duyên thứ nhất. Bánh thơm dịu dịu, êm êm, cầm một chiếc, dầm vào trong chén nước chấm rồi đưa lên miệng, ta sẽ thấy cả một sự tiết tấu nhịp nhàng của bánh thơm dịu hòa với nước chấm dịu hiền, không mặn quá, không chua quá mà cũng không cay quá. Pha được một thứ nước chấm vừa ngon như thế cũng đáng kể là tài. Có biết bao nhiêu nhà nước mắm thì dùng nước mắm gia dụng, giấm thì chọn thứ giấm thực của Tây mà pha một chén nước chấm như của người bán bánh không tài nào được. Vì thế nhiều người ăn bánh chuyên chú nhất là về nước chấm, rồi mới xem đến bánh có mỏng và ống mướt không, đương ăn ngon mà gần hết thiếu mất đi một tí nước mắm phải pha lấy ở nhà, có thể coi như là hỏng một bữa quà. Nhà pha lấy không tài nào được, dù là đã pha một chút nước sôi và đường vào nước mắm rồi, nước mắm đó có thể cũng có một cái gì ngang, hoặc mặn quá, hoặc chua quá, cứng quá, hay có khi nhạt quá. Để làm nổi hẳn vị của nước chấm lên, người hàng bánh thường gia thêm vào chai nước chấm một hai con cà cuốn băm nhỏ. Nó đem đến cho ta một cái thú đậm đà hơn là cái thú cà cuốn nước bán tường da nhỏ ở các hiệu bán đồ nấu phố hàng đường. Ai muốn ăn nước mắm không giấm nhưng dắt chanh xin tùy ý, ớt lấy cay lắm hay cay dừa cứ dựa theo sở thích của từng người. Ta chấm chiếc bánh trắng vào trong một chén nước chấm màu hổ phách, đưa lên miệng và chưa nhai đã tưởng như bánh chưa đến môi đã trôi đến cổ mất rồi. Cái ngon của nó dịu hiền ống bướt, nhưng đối với một số người thì có lẽ như thế hơi có ý thanh nhã quá, nên người ta thỉnh thoảng đã điểm vào một miếng thịt quay ba chỉ bị giòn tan. Một thứ thì mềm mà thanh, một thứ thì nột nạt mà lại giòn, tạo ra một mâu thuẫn cũng hơi là lạ. Nhưng ăn bánh cuốn Thanh Trì không gì trắc tuyệt hơn là điểm vào mấy chiếc đậu thật nóng, rán thật phồng, trông ống a ống ánh như kim nhũ. Chẳng hiểu bây giờ ở Thanh Nghệ, Nam Định, Hải Phòng đã có ai làm được đậu phụ ngon chưa? Chưa vào khoảng 15 năm trở lại đây thì cái thứ đậu phụ rán thật phồng, ăn bùi mà không chua, quả là một thức ăn đặc biệt Hà Nội không nơi nào làm được. Tôi còn nhớ vào khoảng 30 năm trước đây có một ông ở Nam Định, sành đi hát cô đầu và sành ăn, mỗi tháng thế nào cũng đảo lên Hà Nội một lần. Cô nhiên ông đi lên như thế không phải là vì công việc, mà chính là để đổi không khí cô đầu. Nhưng sau những đêm hành lạc, thế nào ông cũng phải về thật sớm ở nhà để ăn quà. Ấy là vì nhà tôi trông sang phố Hàng Hòm, mà ở đầu phố Hàng Hòm thời đó có một hàng cơm chuyên sáng đậu thật sớm để bán cho những người ăn bánh cuốn Thanh Trì. Củi trong lò nhóm to, mở đầy lòng chảo hò reo lách tách. Một người đàn bà ngồi trong bóng tối lấy đũa vớt những cái đậu sáng đã già rồi, đập đập vào bên thành chảo mấy cái, đặt lên hai thanh tre bắt ngang chảo để cho mở rõ xuống cho kỳ hết. Nhưng có bao giờ đậu để được lâu đâu, mẻ này chưa xong thì đã có người đến mua mẻ khác rồi. Quang cảnh vừa ấm nóng mà lại vừa yên vui đáo để. Hàng đậu sáng ấy bây giờ không còn nữa, cùng với cửa hàng đó, cái thứ đậu thái dài bằng ngón tay cũng không còn. Bây giờ ở các chợ cũng có người bắt chảo sáng đậu để bán, nhưng đậu thai một kiểu khác, to bản hơn mà cũng có vẻ dày hơn xưa. Tuy vậy ăn với bánh cuốn vẫn hay còn ngon lắm. Nói như vậy thì muốn thưởng thức bánh cuốn Thanh Trì với đậu sáng sốt, người ta cứ là phải ở gần chợ hay sao? Nhiều nhà ăn uống cẩn thận thường mua đậu về đem về sáng lấy. Bánh
cuốn và nước chấm xếp đặt đâu đấy cả rồi, thì trong nhà sáng đậu vừa chín, bưng ra từng mẻ nhỏ 5-3 chiếc một để nhà ngoài ngồi ăn. Ăn hết đến đâu thì lại bưng thêm đến đấy. Như thế đậu nóng hổi mà lại giòn, ăn bánh cuốn cần phải thế. Trong cái giòn của vỏ đậu lại có cái mềm của lòng đậu, thành thử luôn nhai, cái nóng hòa hợp với cái mát, cái giòn hòa hợp với cái mềm, tạo thành một thứ gì vừa dẻo, tiết tấu như bản nhạc nhẹ nhẹ trầm trầm. Ngoài bánh cuốn Thanh Trì ra còn có nhiều bánh cuốn khác, mỗi thứ có một vị khác nhau. Bánh cuốn Nhân Mộc Nhĩ thường bán gánh, dày mình và ăn vào hơi thô, nhưng nghe sậm sực cũng có một cái hay riêng. Thứ bánh cuốn trong có chiên một ít hành tái tái, ăn hôi mà mật dẻ thanh. Đáng kể hơn là thứ bánh cuốn nhân thịt hiện nay bán nhiều ở các nẻo đường, trong những gian nhà thấp bé tối tăm. Một người con gái nhà nghèo ngồi bên cạnh một hai nồi nước nóng, trên có căng một mảnh vải phim mỏng, múc từng thìa bột xay sẵn, tải ra trên vải, rồi tra nhân vào bánh, cuộn lại rồi hấp lên. Nhân thứ bánh này làm bằng thịt lợn băm nhỏ, gia hành với một chút mộc nhĩ vào. Bánh làm xong người ta phơi một chút mỡ rồi sắc một ít ruốc tôm lên mặt bánh. Bánh này ăn nóng, bùi ngẫm nghĩ thì cũng có một cái ngon riêng nhưng chóng chán. Có lẽ vì thế mà người ta luôn tìm cách đổi vị đi. Ai thích lạp xưởng thì có thứ nhân lạp xưởng, ai thích thịt gà thì có nhân thịt gà. Và có nhà treo biển ở cửa gọi thế là bánh cuốn nhân cải cách. Buổi sáng mùa thu đi qua một hàng bánh cuốn cải cách đó, thấy khói tỏ nghi ngút từ nồi nước hấp bánh lên, như phủ những cái bánh đã hấp rồi trong một lớp the mơ hồ. Khách đi đường cũng thấy nở lên một cái thú dùng thử dăm ba chiếc, ăn vào đến đâu ấm ngay lòng đến đấy. Thú hơn một bậc là mình được ngồi ngay đầu quán mà ăn, được chiếc nào ăn chiếc đó, thiêu nước chấm thì gọi lấy thêm ngay. Ở nhà một lúc đâu đã có cái thú tự nhiên như vậy, mình lại thấy bắt thương cho những ông khệnh khạng ăn một miếng giữ gì một miếng, chỉ sợ ngồi ở đầu đường xó chợ thì dí một quan chim. Ôi chào, cứ ăn cho thích cái thần khẩu đã. Những lúc đó mình thấy ái ngại cho những vị tổng trưởng, bộ trưởng và giám đốc, không biết có bao giờ được thưởng thức quà như thế này không. Thường thường bánh cuốn nhân thịt vẫn bán vào buổi sáng, nhưng ban đêm những cửa hàng bánh cuốn đó mở cửa để bán cho khách chơi đêm. Những con bạc hay những ông vua ăn thuốc không phải là không có nhiều. Trong những cửa hàng này được nói đến nhiều nhất là hàng bánh bà Hai Tàu ở chợ Hôm. Đó là một gian hàng bé nhỏ và tiều tụy, ngoài bán đồ thuyết ngổn ngang những tấm tôn kêu lõ xỏ, hàng bánh cuốn dọn ở bên trong. Một cái bàn con để người bán hàng bày những bát nhân, và cạnh đấy một cái bàn khác và bốn cái ghế tồi để cho khách ngồi. Đó là tất cả cửa hàng. Nếu ông là người thấy quang cảnh đẹp mà sơ quà mới ngon miệng, xin đừng vào. Người khách vào ăn ở đây bình dân lắm, nhất là phải biết chờ đợi, chứ vào mà muốn ăn ngay không được. Bà Hai Tàu bán một ngày hai buổi bánh, buổi sớm từ 6-7 đến 10 giờ và buổi tối từ 9-10 giờ đến 1 giờ khuya. Thường thường cả hai buổi đó đều đông đảo khách ăn, phần đông là những người cầm bát đĩa đến mua về nhà. Ai đến trước mua trước, ai đến sau mua sau, có khi phải xếp hàng. Thành thử có khi 10 giờ mình đến, trông thấy người ta mua về kình kình, mà mình cứ phải ngồi đợi thêm nhỏ nước miếng, bớt không thể nào chịu được. Đặc điểm của bánh cuốn ở đây là bột bánh nhỏ mà mịn, án chừng là gạo dùng để xay thành bột, được nhà hàng chọn toàn thứ vía cánh, tám thơm. Ngoài ra, nhân bánh cũng như các hàng khác, hoặc thịt lợn mông, hoặc thịt gà, còn nước chấm thì cũng tạm vậy, không có gì đặc biệt. Thích dùng bánh cuốn nhân mà thật là muốn chiều dĩ giác, người ta cần phải hơi cầu kỳ một chút, xuống phố Lê Lợi tìm đến một hiệu riêng, hiệu Ninh Thịnh, chuyên bán mấy thứ quà Việt Nam, bánh cuốn, xơ giò, chè đường. Ăn ở đây người ta có cảm tưởng ăn quà ở ngay chính nhà mình. Một phòng khách kê cái sập, bộ salon, tường vẽ hoa sen đỏ, dây đỏ, một vài bức vẽ lồng trong khung kính. Ở ngoài không có cửa hàng, ông bà biết thì vào dùng thử mấy món quà, chứ không có bài bán hay kêu la ầm ĩ. Bánh cuốn ở nhà này đặc biệt về điểm nhân thịt, nhưng không ăn nóng mà ăn nguội. Hình dáng cũng khác hẳn mọi nơi, không tròn không to, cũng không phải hình chữ nhật, nhưng vừa xinh, dài khoảng một ngón tay cái. Mặt bánh muôn muốt, nhân không nhiều, nhưng thơm ngon mà thỉnh thoảng nhai lại giòn. Giờ thức quà ăn nguội,
nên nhà không có lò tráng mà cũng chẳng có nồi nước sôi hấp bánh. Bánh làm sẵn từ buổi sáng, có khách đến cứ việc xếp đem ra, nước mắm thì pha giấm hay chanh tùy ý, cà cuốn nước để ngoài, ai muốn gia ít hay nhiều đều được. Thứ bánh này ăn dẻo mà mát nên hợp với buổi trưa trong ngày. Những ông nào nhàn rỗi nghỉ trưa xong đi chơi dăm ba bước trong một trời gió phay phay, rồi tà tà đi vào thưởng thức dăm ba chiếc, rõ thật là thần tiên đấy. Ăn từ từ, nhấm nháp thôi, đừng dội. Và ông sẽ thấy bột bánh mướt đáo để, mà nhân bánh thì tinh vi, tương tự phong vị bánh bẻ. Thứ bánh này không có rút tôm bày ở trên, ăn không chống ngấy. Nhưng nếu ông thích đậm miệng hơn một chút, thì ông vẫn có thể thêm vào đấy một hai chiếc chả lợn của một cửa hàng gần đấy. Đã nục lại không pha bột, ráng cơm vàng ửng lên như da đồng. Không hiểu đối với khách khác ra sao, chứ riêng tôi thì thấy thứ bánh nguội này dễ ăn hơn bánh khác. Nhưng khi đi thưởng thức bánh này, tôi thường nhớ lại một khoảng thời gian đã qua rồi. Khoảng 30 năm, 36 năm nay, cứ vào khoảng 2-3 giờ chiều, có một bà cụ đội một thúng bánh cuốn nhân thịt đến bán cho những nhà ăn quen ở phố tôi. Một phố xưa, cũ có bán những pho kinh đóng bằng bìa cậy và những truyện kiều, cung quán chữ nôm in mộc bản, bày bán trên những dàn sách bằng tre. Bà cụ ấy già lắm, lưng lại còng, đội thúng bánh đi bán, trông lại càng còng quá. Vì thế, người ta gọi cụ là cụ còng, và bánh cuốn của cụ độc nhất trong hồi đó là bánh cuốn cụ còng, chứ chẳng gọi là bánh cuốn nhân thịt nhân tôm gì hết. Bây giờ, mỗi khi ngồi thưởng thức thứ bánh cuốn ninh thịnh, nhai nhẹ nhẹ rồi ngồi mà suy nghĩ, tôi lại tưởng thay lại ở đầu lưỡi cái dư vị bánh cuốn cụ còng. Ăn cứ êm lừ, nhân làm thanh cảnh, mà lại chấm với nước mắm ô long hảo hạng, chờ thật, ngon nên thế là cùng. Tật một nỗi là cái ngon đó, nó thoang thoảng như da thịt của một người đàn bà đẹp, vừa gội đầu bằng nước nấu lá mùi. Người ta mang tự hỏi không biết mùi thơm đó từ đâu ra, từ hương nước tắm hay là từ da thịt. Hương đó thoảng qua rồi mất đi, rồi hiện lại, không ai còn biết lấy gì làm chuẩn đích để níu cái hương đó lại và phân tích xem sao. Cũng thế, hương vị thứ bánh cuốn cụ còng cũng thoang thoảng như vậy, không thể lấy riêng một món nào để làm tiêu chuẩn cho sự ngon lành. Có lẽ tất cả bánh, nước chấm và nhân cùng hòa hợp lại mà tạo ra một cái ngon toàn diện, chứ không phải riêng bột ngon hay là nhân ngon. Mọi thứ đều tiết tấu như thế. Người ăn bánh nếu gia nhiều ớt quá vào nước chấm có thể làm hại cho sự quân bình của cái ngon. Vì thế bà cụ còng không thích để cho khách hàng pha lấy nước chấm, và hãy thấy ai gia nhiều ớt quá thì cụ ngăn tay lại. Không phải là cái chuyện hà tiện quả ớt đâu, nhưng phàm ăn cay quá thì cái cay nó bắt người ta để hết tâm não vào nó, thành quên mất cái ngon của bánh. Mà tội giả gì lại ăn cay quá, nó chỉ hại mắt chứ ít lợi quá gì. Tôi còn nhớ lúc đó mỗi khi thấy tôi dùng bánh thì tôi thỉnh thoảng lại được thi cho 2 chiếc, và có 2 chiếc không hơn. Chồng bánh thèm quá muốn ăn thêm 1 chiếc mà không tài nào có tiền. Biết bao hôm ăn xong 2 chiếc bánh, vào nhà trong nằm giống kéo cà kéo kẹt. Tôi đã ướt ngầm và nói không hôm nào ăn bánh cho thỏa thích. Bánh này thả ra phải ăn cả 1 thúng mới đã đời. 30 mấy năm đã qua rồi, bà cụ còng nay đã chết, nhưng bánh cuốn của cụ tôi lại thấy hiện ra trong bánh của nhà Linh Thịnh. Tuy rằng hình dáng có khác nhau chút ít, một thứ gói tròn và một thứ gói vuông. Có lẽ cách làm của 2 thứ bánh này cũng chẳng khác nhau mấy tí, nhưng không hiểu tại bột, tại thịt hay tại nấm hương một nhĩ bây giờ không được bằng thời trước, hay chỉ tại người mình cùng dưới ngày tháng có suy đi, mà tôi không thể nào thấy cái thèm muốn ăn cả 1 thúng, 100 cái bánh như ngày trước mình nữa.